cảm thấy thích thú, say đắm với việc sáng chế những sản phẩm. Phần thứ hai là những cái sản phẩm mà cá nhân, bạn cũng thích cá nhân, như là ví dụ như là móc chìa khóa. Dạ, những cái video sẽ chị. Điểm cộng là anh cũng làm được, và điểm trừ là bạn phải reach out, bạn phải active, bạn phải cố gắng tìm cơ hội và bạn phải làm cho người ta cảm thấy là cần thuê bạn. Có thể là thuê để mà phụ làm những công việc nhỏ nhất, để mà người ta có thời gian làm những việc lớn hơn, giống như là bạn có thể trả lời comment trên Facebook dùng, thả tim dùng, xong rồi từ từ lên. Cái hiệu ứng nó sẽ xuất hiện ở cơ quan, mình sẽ thấy được cái file của người đang có cùng và đang làm những việc gì đó thôi. Ở trong cái trạng thái này, ban đầu là mỗi sinh cần dừng, dừng. Điểm tỷ lệ thắng nó quan trọng đến như vậy, nhờ vẫn chưa hạ gục được. Và cái set trang bị của cái bình tương Fusion ở trong cái trang phục một gọi là nhanh như thế này, combo anh em có thể làm ở đây cầu là hàng tỷ có BI như mạng chúng nó không bay màu luôn đó. Thì con Fusion này nó có rất nhiều kiểu combo, nếu anh em nào muốn search combo về Fusion thì có cái video clip rất xưa xưa xưa, nhưng anh em có thể nhìn thấy là vừa đã phải một mạng 3 lần rồi.
Còn nếu như ở trong trận đấu tập trung trong điều đó cũng có Komiya của Ranger mở chỉ giảm điểm ra thôi chứ không dám vào vì thế bạn câu lắm và mọi sẽ quay lại đánh với đồng đội của mỡ. SB đang câu giờ để làm gì cũng không biết, nhưng ném được thì đây Ranger thì chuyện nhỏ cho thỏi anh em ném ra này tốc biến để ơi bỏ mất rồi. Thì phát vừa xong vẫn ném giao hình bởi vì là Ranger anh ta đánh khá hay, anh ta đi vào vùng để làm mất tầm nhìn trong cái tình huống tích tắc cực kỳ nhạy cảm, cho nên là vẫn phải lấy bàn điểm số mất rồi. Ok, ở thân vãi rồi, thế này thua được à? Đủ cổ đam ý bom ơi, đúng rồi bom về lên sẽ là em rồi, có thể đứng đây có xem có cái thằng Ranger nó ra nó phá bên nhà combo của nó. Thời hiện tại combo là con Ranger này nó bay ngọn phủ, cho nên anh em cứ an tâm để mà lo ở đây. Ranger nó cầm cái giáp đúng không, lại nhảy nó quá đi vào đây đặt tên là Mick Bố đến và lại Mick Ranger bốn tên tuổi nó phát ra chạy nó hôn lên đi lại xuyên sẽ có thể dựa chạy nó hôn đi sau nó chỉ đốt xuyên kiếm khi mỗi chi nó hẹn cả mà để chỉ tốt cái con tướng nó có thể cánh tim đâu, nó chỉ là cái chất tướng sát thủ phép để mà đi đấy thôi. Đi, nếu mà được đi rừng thì phần nào đó nó hello các ông nhà giao lưu ạ, không nào thì có tâm tôi đang fan, tôi fan mờ ngu đến đâu đã như này đúng không ui. Có thể là cậu đây là hậu quả thật ra kiểu mình cũng biết là hôm nay là anh Cao sẽ thua rồi, có thua gọi là đặt quá.
ードをお持ちでしたらご提示お願いいたします。Hey Siri, play the sounds of the rain. Now playing rain. Thank you.
Ooh.